Ngày xưa tôi có quen một người em gái nhỏ, tuổi đang 16, mái tóc chậm ngang vai, tình như nụ hoa nở trong lòng đời ngọt ngào. Hả? Em đố anh nè. Đố gì? Em đố anh, phụ nữ muốn gì? Phụ nữ muốn gì? Trời ơi, tự nhiên ta đang thư giãn thảnh thơ thưởng hỏi câu ta nói rối não luôn. Phụ nữ muốn gì hả? À, câu này tưởng dễ mà thật sự không dễ đâu nha. Phụ nữ muốn gì? Muốn là dạng, muốn là dạng yêu thích không, là giống như là thích được có nhiều đồ đẹp, đúng không? À, thích được có nhiều kêu bằng túi sách đắt tiền. Chuyện nhỏ thôi. Nhỏ gì trời, túi sách tiền không. Thích này gọi là đúng. Thích học sàn đúng không? Cái phụ nữ nào cũng thích khói đeo sàn á. Phụ thôi. Phụ thôi gì cái đó là chính luôn đó chứ. Vậy là phụ nữ thích được đi du lịch đây đó. Chưa đúng. Chưa thuyết phục, cái đó cũng chỉ là một phần thôi. Rồi, cái này bảo đảm chắc chắn chồng chồng phụ nữ nào cũng thích, thích đi làm đẹp. Đó là chỉ là giống như là chưa thuyết phục em, nó chỉ nhỏ xíu thôi. Trời ơi, vậy nhỏ xíu. Rồi, câu này chốt hạ luôn, phụ nữ thích được chiều chuộng. Đúng không? Thích được, đàn ông thích được chồng chiều chuộng. Cũng gần thôi chứ chưa có được. Chưa rồi, rồi nè, nãy giờ quý vị Tiết Cương nói hết tất cả ý mà thưởng cũng chưa, coi như là hài chưa lòng, thuyết phục em. Chưa thuyết phục, bây giờ thôi tôi thua rồi đó. Ngọc Thượng nói đi, phụ nữ muốn gì? Muốn gì thì em thì cũng không biết, nhưng mà chà, nhưng mà anh nói đúng là em sẽ chốt liền, em sẽ biết đúng liền. Trời ơi, tự phải có đáp án mà đố mình cuối cùng chưa đáp án. Thì anh nói hoài là em nào đúng là em dừng lại liền. À, nói chứ câu hỏi Ngọc Thượng thật sự là rất là khó, hóc búa đó nha. Nhưng mà để trả lời một câu hỏi này thì Tiết Cương xin phép cải thiện một câu chuyện. Chuyện ngụ ngôn về có một câu chuyện cũng tương đối khá giống với câu hỏi của em á. Là vào thời ngày xưa, ngày xưa vào thời kỳ Trung Cổ. Trung Cổ à, biết thời kỳ Trung Cổ là gì vậy? Trung Cổ là mặc đồ như cổ trang rồi đó, đúng không? À đúng, nhưng mà thời Trung Cổ đó không phải xảy ra ở những nước châu Á mình, mà xảy ra ở châu Âu. À, thì em biết đó, ngày xưa cái thời kỳ Trung Cổ là thời kỳ vua chúa không chỉ ở châu Á mình, giống như ở Trung Quốc hay là ở những cái nước lân cận, mà ở châu Âu cũng có những cuộc chiến tranh mở rộng lãnh thổ. Lòng tham của những vị vua chúa đâu có dừng lại ở đất nước mình, họ muốn đánh chiếm nhiều nơi, mở mang bờ cõi, không có nhiều coi như là thần dân để cống nạp, uy quyền ngày càng lớn mạnh hơn. Lòng tham của người là vô đáy mà, chỉ có ở châu Âu có rất nhiều đế quốc mạnh. Thì lúc đó thì đế quốc Anh đó chưa có mạnh như bây giờ đâu. Đế quốc Anh chỉ mạnh thời gian sau này. Người ta có câu là mặt trời không giờ lặn ở Vương quốc Anh đó, là có nghĩa là em biết là sao không? Lặn quá. Ờ à, đúng rồi, mà không phải là Vương quốc Anh đâu, mà những cái thuộc địa của Anh có từ Á Âu, Úc, Mỹ, Châu Phi đầy đủ hết. Không bao giờ mà mặt trời lặn ở Vương quốc Anh, là lúc nào cũng ở đây mặt trời lặn thì chỗ khác mặt trời mọc. À, thì đó Vương quốc Anh là thời kỳ Trung Cổ không có mạnh lắm, mà những cái đế quốc khác mới mạnh, như Pháp nè, hay là Đức Phổ mà Áo Hung gì đó. Thì lúc đó ở nước Anh có một vị vua, và vị vua này cũng không phải là chính thống nữa, mà vị vua này là truyền thuyết. À, cũng giống như ở Việt Nam mình, vị vua giống như là ta hay nói Trạng Lợn, chúa Chỏm rồi Trạng Quỳnh rồi đó, những vị vua, những vị chúa mà gọi là truyền thuyết đó, đó là người được người dân yêu thích, yêu thương, người ta mới ca tụng và người ta lưu truyền. Nhưng mà có cũng như là cũng có tam sao thất bản, nhưng mà thật sự vị vua này như được yêu quý. Ông tên là King Arthur. King là vua em, ông tên là Arthur. Thì ông Arthur này á, tương truyền là ông có một đi đánh trận và bị một vị vua của một đế quốc hùng mạnh bắt ổng, và nói là nếu mà ổng trả lời một câu hỏi này được thì sẽ cho ổng sống, còn nếu mà ổng không trả lời được thì ổng phải bị coi như là bị chém đầu và mất tới vương quốc.
anh đó, nó cho ổng về. Còn khi ổng về thì ổng mới tụ họp lại, à quên hỏi, quên hỏi là câu đó câu hỏi gì, thì ông vua mới đế quốc mới hỏi là King Arthur là ông phải trả lời cho tôi biết là phụ nữ muốn gì đó. Thì King Arthur lúc đó cũng một câu hỏi bất chợt thì đâu có dám trả lời, bởi vì nếu trả lời không đúng á thì sẽ bị chém đầu, còn nếu mà chưa tìm được một câu hỏi nào, câu đáp án nào mà cảm thấy thỏa đáng cho nên mới xin phép về để tụ họp quần thần trong nước để trả lời câu hỏi. Thì ông vua đó mới cho là thời hạn là một năm để trả lời một câu hỏi đó. Thì khi Arthur về mới tụ họp quần thần, ông mới hỏi những quan cận thần ha, những công nương công chúa, những coi những vị chức sắc đó, cả quan to không ai trả lời, không công trả lời thuyết phục, mà nhà vua phải đi ra bên ngoài hỏi cả những người ngoài chợ, những cô gái bán hoa, hỏi những người ăn mày, hỏi tất cả mọi người, nhưng mà không ai có câu trả lời thuyết phục giống như Tiết Cương trả lời nữa. Thì lúc đó triều đình mới nói là bây giờ chỉ có một cách đó, là đến gặp mụ phù thủy để hỏi. Và mụ thủy này rất là thông thái đó, thì nhà vua bây giờ bí đường là bắt buộc rồi, phải đến gặp mụ phù thủy để hỏi xem phụ nữ muốn gì đó. Thì đến gặp mụ phù thủy, thì khi đến nơi thì nhà vua tiếp xúc mụ phù thủy, nhà vua cảm thấy là coi như là không có thiện cảm luôn, bởi vì bà mụ rất là già nua, xấu xí, hôi háo, bẩn thỉu. Rồi nhà vua mới nói là tôi có một câu hỏi muốn dành cho bà là phụ nữ muốn gì. Thì bà phụ nữ nghe xong mới cất giọng cười kêu bằng như là ma quái, nó đêm hơn ma quái gì đó. Nó ta sẽ trả lời cho nhà ngươi câu hỏi này với một điều kiện. Nhà vua nói bất cứ điều kiện gì, thì đó là nhà vua phải gả hiệp sĩ kêu bằng Gawain cho ta đó. Thì lúc đó nhà vua nghe chột dạ, bởi vì Gawain là một, coi như là một người anh em kết nghĩa nhà vua đó, là một hiệp sĩ rất là đẹp trai tài giỏi đó, là niềm mơ ước của tất cả các cô gái thời bấy giờ. Thì nhà vua nghe xong chột dạ đó, để ta về ta hội ý. Thì nhà vua mới nói với gặp Gawain nói là thật sự là rất là khó nghĩ cho cảm, bởi vì mụ phù thủy đề nghị là nếu mà không gả cho mụ ấy lấy đá quy thì mụ ta không trả lời, ta sẽ chết và mất nước. Thì Gawain nghe xong thì cảm thấy là mới trả lời nhà vua rằng là thần thấy thứ nhất đó là cái vương quốc của mình là cái sự sống còn rất là quan trọng, thứ hai là cái mạng của nhà vua là dòng dõi quý tộc quý hơn mạng của thần gấp bao nhiêu lần, hơn nữa đây là thần chỉ lấy mụ ta chứ thần đâu có chết đâu, thần sẽ chấp nhận lời đề nghị của mụ ta. Nhà vua nghe cảm thấy rất là khâm phục Gawain, và thế là ngày làm tháng tốt hai bên tổ chức đám cưới. Trong ngày cưới thì mụ thủy cũng sung sướng coi như là đạt được cái ước nguyện của mình, bao nhiêu bá quan văn võ quần thần ai cũng có ngán ngẩm nhìn mụ ta lên bộ đồ mặt già nua gớm ghiếc, mà mụ ta nói như là đi tới này bãi trước kia ăn uống bốc hốt cụm ly coi như là giao lưu với quần thần, ai cũng ngán ngẩm và cảm thấy sợ hãi và cảm thấy thương cho hiệp sĩ Gawain, và cảm thấy là Gawain là hy sinh về là quá tội nghiệp. Nhà vua cũng rất là buồn rầu. Thì mụ ta nói sau đêm tân hôn mụ ta sẽ có câu trả lời. Thì ở đêm tân hôn thì Gawain trong lòng rất là nói chứ cũng phân vân lo lắng, nói chứ mình cũng là một anh chàng hiệp sĩ đẹp trai, có bao nhiêu công nương, bao nhiêu công chúa, rồi bao nhiêu cô gái đẹp sẵn sàng vây quanh bất cứ lúc nào, nhưng mà hiện tại lại phải lấy một mụ già, nhưng mà cái này hy sinh vì quốc gia. Nên khi đến đêm đồng phòng, khi mở cửa phòng ra bất ngờ thử đoán ra được không, trong phòng không phải là mụ già xấu xí mà là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Biến ra thì mụ phù thủy biến ra, nhưng mà bây giờ ông thử có hiểu tại sao mụ ta đẹp không? Thì Gawain mới ngạc nhiên mới hỏi nàng là ai, nàng nói ta chính là mụ phù thủy. Thì Gawain mới hỏi tại sao đẹp vậy, thì nàng là ta cảm thấy thương chàng bởi vì chàng đã chấp nhận lấy ta một người già nua xấu xí, cho nên ta biến thành cô gái đẹp.
để cho chàng cảm thấy vui trong lòng. Nhưng với chỉ có một điều kiện là ta chỉ trở thành cô gái đẹp trong vòng 12 tiếng đồng hồ thôi. Hiểu là gì không? Biến lại thành sau 2 tiếng là sao? Đúng, thì bây giờ ta cho chàng chọn. Một là ban ngày ta sẽ là cô gái đẹp, nhưng mà ban đêm ta làm trở thành bộ phù thủy. Còn hai, lựa chọn thứ hai là chàng chọn là ban ngày ta là mụ phù thủy và nu xấu xí, như ban đêm ta là cô gái đẹp. À, thì nghe đến đây thì Gia Quyên cũng cảm thấy lăn tăn khó nghĩ lắm. Chàng ta mới nghĩ trong lòng, nếu á mà với hình hài mà đẹp của cô gái này đi ra đường thì rất là hãnh diện, nhưng mà khi về ban đêm mà về là ngủ với một mụ già như vậy cũng rất là khó. Còn nếu mà bây giờ để cho mụ ta với một hình hài xấu xí đi ra đường thì ta đâu có sĩ diện gì đâu, miễn sao đêm về ta được ngủ với một nàng cư hoàng công chúa đẹp tuyệt trần. Ở nghe đến đây thì không biết chàng là hiệp sĩ Gia Quyên sẽ trả lời như thế nào. Sẽ chọn buổi tối. Chọn buổi tối là sao? Thì 12 tiếng đẹp đó. đi ngủ. Tâm thử quả nhiên là chính xác. Thế là biết chàng trả lời không? Sao? Ta để cho nàng tùy ý quyết định. Có nghĩa là chàng không ép là mụ phù thủy theo ý mình là phải ban đêm đẹp, ban ngày xấu hay ban ngày đẹp, ban đêm xấu gì hết, mà để cho mụ phù thủy tự quyết định. Nghe đến đây thì biết mụ phù thủy nói sao không? Sao? Mụ hiện nguyên hình cười. Giống như lúc đầu mà gặp thì vua gặp á, mụ ta nói là ta sẽ biến thành cô gái đẹp mãi mãi để cho đáp lại tình cảm của chàng, bởi vì chàng là cho ta tự quyết định cái ý muốn của mình. Thế là chàng đã uyên là từ đó về sau sống hạnh phúc với người con gái xinh đẹp. Và câu trả lời của mụ phù thủy dành cho nhà vua là như thế nào? Ngọc Thưởng biết được đáp án chưa? Đáp án gì? Thì giống như là phải được toàn quyền quyết định này gì đó, phải giống như là chiều lên phụ nữ để cho phụ nữ quyết định thì sẽ đó là điều phụ nữ muốn. Ngọc Thưởng khá là thông minh đó, coi như là đã chính xác. Có nghĩa là câu trả lời của phù thủy dành cho nhà vua đó chính là phụ nữ muốn gì, phụ nữ muốn được toàn quyền quyết định mọi việc trong cuộc sống của mình đó. Thì nhà vua qua hàng sang nhà vua nghe xong rồi cảm thấy thì đây đúng là chân lý, đúng là câu mà phụ nữ muốn nhất và đúng nhất, và nhà vua mới trả lời cho nhà vua mà một cái, nhà vua đế vương không mạnh á, và nhà vua đế vương mạnh cảm thấy hài lòng với câu trả lời đó và tha chết cho King Arthur và giao lại vương quốc Anh không xâm chiếm nữa. Nghe áp dụng nha. Nghe áp dụng là sao? Thì là vậy đó. Chuyện đó là sao? Thì là vậy đó chứ sao? Không, là cái đó là trong chuyện ngụ ngôn thôi chứ không phải ngoài đời đâu. Ngoài đời cũng là vậy đó. Vậy không, Ngọc Thưởng rất là khôn, giả vờ đặt một câu hỏi là phụ nữ muốn gì để Tiết Cương đáp án và gắn ghép cho Tiết Cương. Và sao đó, câu chuyện này Ngọc Thưởng biết rút ra được điều gì không? Phụ nữ muốn gì ha? Thì đó là phụ nữ muốn được người đàn ông của mình phải đưa cho cái quyền quyết định đó, giống như là tôn trọng như đó, được quyết định hết thì người phụ nữ sẽ làm hài lòng cho người đàn ông. Chính xác. Và ý nghĩa sâu xa của câu chuyện này còn có ý nghĩa nữa. Ý nghĩa gì vậy anh? Ý nghĩa đó là tại vì Ngọc Thưởng không biết hả? Là người phụ nữ trở thành thiên thần hay ác quỷ đó là do cách đối xử của người đàn ông. Hiểu chưa? Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi clip. Ngọc Thưởng hỏi khó Tiết Cương một câu thật hóc búa. Lần sau Thưởng nhớ hỏi câu nào dễ dễ hơn nha, chứ câu này Tiết Cương nhức đầu lắm đó. Cảm ơn quý vị đã theo dõi clip. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại clip sau.